Bắt đầu cho đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1. Trong năm thứ tư Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên toàn thành phố. Thời gian đăng ký trực tuyến sẽ kéo dài từ ngày mùng 1 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm 2019. Năm học 2019-2020 là năm học thứ tư Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội triển khai hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 trên toàn thành phố. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Hình thức tuyển sinh trực tuyến không những giúp cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh được thuận lợi, nhanh chóng, chính xác mà còn hỗ trợ việc quản lý, chỉ đạo của ngành giáo dục thủ đô được khoa học, thuận lợi, dễ dàng, minh bạch và công bằng. Trong đó, đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp một các trường tiểu học bắt đầu từ 0 giờ hôm nay, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2019 đến 24 giờ ngày mùng 3 tháng 7 năm 2019 tuyển sinh bổ sung trẻ 5 tuổi vào trường mầm non là từ 0 giờ ngày mùng 4 tháng 7 năm 2019 đến 24 giờ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2019. Và thời gian để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho học sinh vào lớp 6 các trường trung học cơ sở sẽ kéo dài từ 0 giờ ngày mùng 7 tháng 7 năm 2019 đến 24 giờ 00 ngày mùng 9 tháng 7 năm 2019. Thông tin về tiến độ chuẩn bị cho đợt tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định từ ngày 30 tháng 6, hệ thống tuyển sinh trực tuyến của thành phố tại website đã sẵn sàng vận hành để phục vụ học sinh, cha mẹ học sinh. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt theo đúng thời gian quy định. Cũng trong ngày 30 tháng 6, cùng với việc một lần nữa hướng dẫn cụ thể các phụ huynh, học sinh về các bước để thực hiện đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng công bố danh sách các số máy điện thoại hỗ trợ công tác tuyển sinh trực tuyến đầu cấp năm học 2019-2020. Ngoài hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến Cha mẹ học sinh vẫn có thể sử dụng hình thức tuyển sinh trực tiếp để đăng ký tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 cho con em mình trong thời gian từ ngày 13 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2019.